Chúng con nên hiểu tội ngũ nghịch như thế nào? Vô tình làm bể tượng Phật do vận chuyển hay vì lý do khác, không phải do đập phá tượng được thờ trong chùa, có được hiểu là làm thân Phật chảy máu không? Thường ấy thì không có được tính. Cái việc mà quý vị làm thân Phật chảy máu ngũ nghịch ấy. Ngũ nghịch là như thế này ha, giết mẹ giết cha thì không có gì để nói nữa, giết A La Hán thì bây giờ cũng không còn A La Hán xuất hiện ở thế gian mà đi ở ngoài để cho mình thấy để mà mình giết đâu. Rồi làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng đoàn, thì cái chia rẽ tăng đoàn ấy chỉ có các vị tỳ kheo mới làm được chuyện đó, còn bản thân hàng cư sĩ ấy, không có làm được chuyện đó đâu, cho nên là cư sĩ thì không có phạm được cái tội này. Còn cái chuyện mà làm Phật chảy máu ấy, quý vị nào hỏi thì làm sư nhớ đến một chuyện, đó là thường ấy chư tăng Nguyên Thủy, chư tăng Nam Tông có một cái nghi thức là cái nghi thức an vị Phật. Cái chuyện an vị Phật á không phải là theo kiểu gì hiểu là Phật đem đi đây đi kia rồi bây giờ an vị, tức là để cho Phật ở yên một chỗ, thì không phải như vậy. Mà an vị Phật ở đây đó là trước giờ đó nó là một cái bức tượng ha, trước giờ nó chỉ là một bức tượng thôi, nhưng mà bây giờ thì tôi quy định cái bức tượng này là nhục thân của Đức Thế Tôn. Cái này thì một số nơi họ không có làm đấy, thì khi mà mình quy định đây là nhục thân của Đức Thế Tôn ấy thì mình thờ mình cúng thì mình xem như đó là mình đang cúng dường trực tiếp đến Đức Phật. Đấy, còn trước đó đó thì không có tính, trước đó thì nó chỉ là một bức tượng thôi, mà chính bởi vì nó là một bức tượng ấy cho nên là những cái người thợ thì họ họ làm, họ muốn đục họ đẽo rồi họ chỉnh họ sửa họ cắt họ gọt gì nó cũng không sao hết, nó không có tính, bởi vì nó chỉ mới là bức tượng thôi chứ người ta chưa có quy định đó là Phật. Thì đó là một cái thông tục mà chư tăng sau này làm, và chắc chắn là cái thông tục này đó vào thời Phật thì không có, tại vì thời Phật thì người ta đâu có lập tượng, mà thời Phật ấy ai muốn thờ thì một là tới gặp ngài, hai mà nhớ quá đó thì thờ cội cây bồ đề. Cái đối tượng mà cần phải đảnh lễ đó khi mà không có Đức Phật á nó là cội cây bồ đề, mà thời nay thì người ta lại không có đảnh lễ cội bồ đề, người ta lại coi nhẹ cái cội bồ đề. Thì đó là điều không có nên. Quay trở lại vấn đề đó, thì cái chuyện mà quý vị vô tình mà làm bể Phật tượng Phật ấy thì không có tính là làm thân Phật chảy máu ha, quý vị không có lo cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà quý vị cố tình mà đập cái tượng Phật ấy thì phải nói là sư không chắc. Trong trường hợp những người mà cố tình đập tượng Phật mà mình đã quy định đây là nhục thân của Phật ấy thì thật sự không có chắc, tại vì nó chỉ là cái sự định đặt và nó thiếu chi phần. Cho nên theo cá nhân sư thì nó chưa đủ điều kiện để gọi là làm thân Phật chảy máu, nhưng mà cái tội nó cũng rất là nặng, chứ nó chỉ nhẹ hơn ngũ nghịch thôi, chứ chứ nó không có nhỏ đâu, không tội không có nhỏ đâu, chẳng qua là nó nhẹ hơn cái ngũ nghịch thôi. Tại vì cái mục đích của đối tượng ấy là họ tấn công Đức Phật. Tấn công Đức Phật. Thành ra cái tội nó rất là nặng.
Nhưng mà nó thiếu, theo cá nhân sư thì nó thiếu chi phần, cho nên nó là chưa đủ điều kiện để gọi là ngũ nghịch.